À, cái nhà ơi thì cái xe anh mấy anh bưu điện tới để lấy hàng giao cho bà con trong nước nha cô chú anh chị. À, hôm qua thì cũng chở, hôm nay cũng chở cả nhà. Sáng nay thì em thấy anh Chánh ảnh anh kéo ăn kêu rẹt rẹt là em đã biết là hôm nay sẽ có bưu điện tới nha cả nhà. Ăn cơm trưa chưa anh Quang? Chưa. Ờ, lúc trưa chào tiệm ha, tôi đi qua để chào cho các tỉnh Tây ha nha. Quá trời luôn cả nhà. Chánh thì quê còn có mình Hoa. Rất là nhiều cái nhà thùng nhỏ thùng to rất là nhiều ha, đơn hàng rất là nhiều luôn. Hôm nay thì Tránh về quê rồi cho nên là chị Ngọc chỉ phụ. Quá trời đơn hàng rất là to luôn, hình như là ngày nào cũng xuất hàng bưu điện hết cả nhà. Xe bưu điện thì sẽ giao cho bà con trên khắp đất Việt Nam của mình ha, còn bên nước ngoài thì sẽ có một cái xe khác ship nha cô chú anh chị. Khoa đang lấy xe chuẩn bị đi đâu, bên trong thì có chị Ngọc đang lấy hàng cho khách nè. Hôm nay thì Ken được nghỉ học ở nhà cũng phụ là mở cửa là cái nhà. À, có chú trong những kẹp hạt đến đây con chú anh chị. À, bên trong đó thì có một cô bán hàng đó. Chú trong biển kẹp hạt tới giao 2-4 thùng. Khoa thì phải vận chuyển phụ, có lẽ là đi rồi nhưng mà chú tới thì vận chuyển phụ chú vô. Tại vì hôm nay anh Chánh thì quê rồi, ở shop thì còn Khoa là người đàn ông vạm vỡ của shop thì là việc nặng thì Khoa phụ. Chung là mỗi thùng thì cũng không nặng lắm, 10 kg. 4 thùng là 40 kg. Rong biển kẹp hạt là món rất được cô chú anh chị yêu thích tại shop Hồng Loan nha cả nhà. Rất hợp cho những chị em ăn kiêng ha. Sáng mình không ăn gì thì mình có thể ăn 3 miếng, 2-3 miếng này thôi mình cũng no ở nhà, mình không cần phải ăn sáng. Nhưng cái loại hạt thì cũng rất là tốt cho sức khỏe mình luôn. À, chị kia chỉ hình như chưa về, chỉ mua mấy cái hũ khô bò không cả nhà, một bịch màu hồng ha, khô bò. Trong bàn thờ của chú Năm rất là ấm cúng. Trên bàn thờ của chú Năm này rất là ấm cúng ha. Hoa quả lúc nào cũng tươi á, cứ 1 ngày 2 ngày. À đúng rồi, 1 ngày 2 ngày là Hồng Loan lại thay hoa và mua trái cây mới cho ba. Ồ, hoa chở một cái bịch gì rất là to nè, cho chú anh chị.
Thành Mỹ, Thành Mỹ vịt cổ trang đấy nha, Mỹ lên đóng cửa. Ông Ken thì ổng ở trong, ảnh kích thì lại lại. Ủa, một bịch nữa, hai bịch luôn đó anh chị. Nhốt Thành Mỹ luôn. Ô, Thành Mỹ đi luôn hả? À, giờ là hai anh em. À, đi chơi hả? À, bởi hào cho nên là không ra đón, đi gần đúng không ạ? À. Cả nhà qua về thay chú thay anh Chánh đó, làm hết mọi việc ha. Đầu bữa thì hai anh em còn lắm, hôm nay thì mọi việc trong nhà thì Khoa đảm đang hết nè, ngon ha, phục vụ lúc kia luôn đó nha. Hôm nay Ken này không có đi học đó, đang lưng từng trong nhà, thấy cưng lắm không chú anh chị. Anh nhìn ra anh mất cỡ thấy không. À, anh lú ra vậy đó nha, e thẹn gục ghè cái cưng. Buổi trưa ở shop thì rất là yên tĩnh ha, chừng giờ này thì mấy cô chú anh chị mình ngủ trưa nè, chiều xíu thì cả nhà chú lại mua hàng á cả nhà. Thường giờ này là nắng mọi người ở nhà ngủ ít có lại mua lắm, đa số là mọi người mua buổi sáng và buổi chiều rất là đông luôn. Đây cả nhà, Hồng Loan tiếp tục nhập hàng vào nữa nè cô chú anh chị. À, đây trai đẹp của shop ra hỗ trợ tiếp đây cả nhà, chú này giao mít sấy tới cô chú anh chị một thùng. Hai thùng, ba thùng ở nhà, ba thùng. Thì trưa nay thì tổng giám đốc Hồng Loan thì đi ra ngoài rồi, rất là vui ha. Khi mà đi lên xe thì gương mặt rất là rạng rỡ luôn. Còn anh Chánh thì cũng rạng rỡ luôn, lên xe ráp đi về quê với vợ yêu rồi. Thì công việc ở shop thì Khoa đẹp trai sẽ bưng bê những cái việc nặng phục vụ lúc kia nè cả nhà. Bên trong thì nhân viên vẫn chốt hàng ha, cô chú anh chị mình cứ đến ủng hộ bình thường nhé. Khi mà hồi nãy thì có xe bưu điện đến ship một cái đơn hàng khủng đi, thì Khoa với lại chị Ngọc thiên ra hộ anh bưu điện ha. Thường bữa thì Khoa với lại anh Chánh, nhưng mà hôm nay thì anh Chánh đi quê thì mọi việc Khoa đảm đang hết trơn luôn cả nhà, và chị Ngọc cũng hỗ trợ nè. Đó, nhà thấy ha, về đàn ông đảm đang luôn, quét nhà nữa nè, cái thương ha cô chú anh chị. Thì gần Tết thì shop Hồng Loan nhập cũng khá là nhiều đơn hàng ha, rất là nhiều hàng luôn để phục vụ cô chú anh chị mình ngày Tết. Cả nhà mình có nhu cầu mua món gì thì cứ đến shop ủng hộ ha, hoặc là gọi vào số hotline 0819581987 nha cả nhà. Và cái số tài khoản của Hồng Loan đó là ngân hàng MB Bank 1958999. Và shop sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng, ốp vào lúc 21 giờ cùng ngày. Cả nhà mình cũng có thể đến mua sớm hơn thì shop vẫn bán nha cô chú anh chị. Tuy là 8 giờ nhưng mà cả nhà mình đến sớm hơn thì vẫn có người mở cửa và bán cho cả nhà mình. Đó. Thì cả nhà mình cứ lựa chọn những cái món ăn phù hợp lên đơn đi. Thì shop sẽ ship cho cô chú anh chị mình. Nếu mà ở trong tỉnh thì chắc cũng tầm 3-4 ngày nha cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy là hôm qua nay thì xe bưu điện lấy ngày nào cũng tới lấy những cái đơn hàng khủng hết trơn á, bà con ủng hộ rất là nhiều luôn. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã yêu thương Út Mớm, ủng hộ Út Mớm ha. Và yêu thương Út Mớm thì ủng hộ Út Mớm những cái món đồ ăn vặt như vậy cũng rất là quý rồi cả nhà. Thì buổi trưa hôm nay thì trời cũng dịu dịu rồi, có mấy con bồ câu nó đang lang thang đậu trên này nè. Mà cả nhà mình thấy là bồ câu ở đây nó rất là dạng luôn ha.
Thì thôi em có lẽ là em cũng xin khép lại cái video này ở đây. Chúc cả nhà mình một buổi trưa vui vẻ ha, ăn cơm ngon miệng, yêu thương em, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Chào tạm biệt cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.